từng là tâm dịch cũ đầu tiên trên thế giới và tưởng chừng như là tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc đã lắng xuống. Thế nhưng mà mới đây, chính quyền nước này cũng đã phong tỏa thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, giáp với biên giới của Myanmar sau khi phát hiện liên tiếp 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Người dân ở thành phố Thụy Lệ đã được chính quyền thông báo ở trong nhà không ra khỏi thành phố từ tối 14 tháng 9. Trước đó, hơn 210.000 cư dân thành phố đều sẽ được xét nghiệm COVID-19. Các cơ sở kinh doanh ở Thụy Lệ được yêu cầu đóng cửa ngoại trừ siêu thị, hiệu thuốc và chợ thực phẩm. Giới chức thành phố cho biết các ca nhiễm mới có nguồn gốc từ Myanmar và chính quyền sẽ trừng phạt những người nhập cư bất hợp pháp. Kể từ 22 giờ ngày hôm nay, không ai được phép rời khỏi khu vực Ruili trừ những trường hợp khẩn cấp. Tất cả người dân sinh sống trong khu vực đều phải thực hiện cách ly tại nhà. Chúng tôi đã xét nghiệm toàn bộ người dân và đang chờ lấy mẫu kết quả. Trung Quốc đã kiểm soát phần lớn sự lây lan của COVID-19 bằng cách hạn chế đi lại và phong tỏa nghiêm ngặt, bắt đầu được áp đặt ở thành phố Vũ Hán, nơi xuất hiện các ca nhiễm đầu tiên từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều đợt bùng phát đã tái diễn trong những tháng gần đây ở nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn đóng cửa với hầu hết người nước ngoài và phần lớn các ca nhiễm trong những tháng gần đây đều là công dân nước này hồi hương. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay đã báo cáo 7 ca mắc mới COVID-19 khắp cả nước, tất cả đều là ca ngoại nhập.